nay mình được trải nghiệm nhà hàng dim sum và lẩu Dynasty House. Các món lẩu tại đây không chỉ là sự chỉnh chu trong trang trí, độc đáo nơi hương vị, mà đặc biệt hơn cả là món quà bồi bổ sức khỏe tuyệt vời từ việc kết hợp hài hòa nhiều nguyên liệu khác nhau. Đặc biệt, nước lẩu tại Dynasty House được nấu mới mỗi ngày theo công thức gốc bí truyền từ Hồng Kông, cam kết không sử dụng bột ngọt, phụ gia hay chất bảo quản, thỏa thích thưởng thức phong phú các hương vị lẩu. Hãy cùng những người thân yêu quay quần trong không gian ấm cúng và tận hưởng mỹ vị Hồng Kông tại Dynasty House nhé!
cùng mình đã thưởng thức xong bữa trưa. Và đây là chén miệng. Đây là chén chè tráng miệng. Chè bưởi xoài bột bán. Ngoài ra, nhà hàng còn rất là nhiều món dim sum khác, như là bánh bao Thượng Hải, hoành thánh, rất là nhiều món Hồng Kông đặc biệt. Bạn có thể dùng bữa sáng tại đây. Rất là nhiều món vô cùng hoành tráng luôn. Lưu lại đây để tiếp tục thưởng thức những món còn lại của nhà hàng. Ngoài ra, các món nhúng lẩu còn có chảo cá, chảo mực, lá sách bò đen, trứng gà non nữa đó các bạn. Một nhà hàng rất đáng để trải nghiệm các món dim sum và lẩu. Chúc các bạn có nhiều trải nghiệm mới tại đây. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video này. Nếu thích video này, hãy cho mình xin một like, một subscribe để đón xem nhiều video mới nhé. Và nếu có góp ý, xin hãy để lại bình luận để video của mình ngày càng hoàn thiện hơn nha. Bye bye, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.